Ừ, có thêm ngà để ướp nữa nha. Em bưng gì tối nay chị ăn đấm lưng cho em. Chị An ơi hãy thực hiện điều ước của chị Ngà. Em là bột sẽ thực hiện cho chị nhá. Okay. Từ đấy tắt lên này thổi nhá. Còn nó đâu mà thấp. Thế cháy rồi hả? Ừ. Ướp gì mãi. Ướp gì mà hư hết mẹ nguyên cái cây cây đèn cày luôn mà cũng chưa ướp xong. Thổi đi, mà em xong rồi thì em thổi đi, kệ nó chứ. Cho hai đứa cùng thổi cho đồng đều. Chúng em nghe mời tắt. Không, ngà, đèn cày của ngà chắc ngà, đèn cày của gái nửa đường. Hên quá, thổi rồi. Từ từ khác được ăn. Nó chảy ra hết rồi. Cắt vào tủ lạnh đi. Đâu chúng ta vứt luôn này, vứt luôn chị ơi. Bánh ăn làm nhá. Bánh ăn làm nhá, để. Thế chị ơi, bánh ăn làm ha. An ơi, em chỉ được gọi là góp phần. Chị em làm đi, đang quay YouTube đấy. Gưng là gưng góp phần trang trí nha. Để mai mốt em về em mở tiệm bánh sinh nhật. Chị ơi, quảng cáo các bạn ăn đi chị. Đây em đây, em đây. Mới xuất hiện mà. Bạn sinh nhật ha. Cái món à. Ủa có một bánh nữa mà. Món này là món gì ạ? Đây. Lộn. Nộm. Chị tin lấy ra cái cặp tóc luôn. Cho em xin cái dây chun luôn. Cặp em đây được. Này là món gì ạ? Thịt đông đấy. Thịt đông hả? Xin lên trên nó tí. Món này là món gì ạ? Tofu. Phu. Đậu phụ. Đậu phụ chiên giòn đấy, đậu phụ chiên giòn ơi. Anh em chọn chỗ đi, uống cốc nước, uống nước gì đổi nhá. Em uống nước trắng. Chị ơi, sao lỗi? Ờ, ống hút đâu? Trời à ơi, mua ống hút mà. Để đâu ai biết? Sao đây? Uống hút. Ờ chị ơi, trên cái tóc nắp tủ ấy. Được rồi, chị ơi, quay nhiều người ta. Sao không mở cái cánh cửa này ra em chỉ này? Đây, nhìn thấy rồi.